Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình ra quân thẳng nhân đạo năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch. Điện lực Quảng Bình nỗ lực cung cấp điện trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân thẳng nhân đạo năm 2018. Dự lễ ra quân có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Thời gian qua, công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân quan tâm triển khai thực hiện, góp phần tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết. Trong 10 năm gần đây, thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã vận động và hỗ trợ gần 117.600 lượt hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 33 tỷ đồng. Trợ giúp nhân đạo thường xuyên đột xuất cho hàng nghìn lượt người trị giá trên 100 tỷ đồng. Chương trình Ngân hàng Bò đã trao tặng trên 900 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ cho gần 3.000 địa chỉ trị giá trên 10 tỷ đồng. Xây dựng được hàng trăm ngôi nhà chữ thập đỏ, nhà phòng tránh bão lũ, hàng chục nghìn lượt người dân nghèo được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tiếp nhận trên 60.000 đơn vị máu. Tổng trị giá hoạt động của các cấp hội trong 10 năm qua đạt 280 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện thành công thẳng nhân đạo năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung sau. Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2018 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thẳng nhân đạo trên địa bàn cả nước, và Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhà tổ chức thẳng nhân đạo năm 2018. Tháng 5 là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tháng 5, tháng nhân đạo không chỉ là để dịp để chúng ta bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác Hồ, mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động trong tháng nhân đạo để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào thi đua, làm nhiều việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương để trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần trên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức hưởng ứng tích cực tháng nhân đạo năm 2018, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo và đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức các hoạt động nhân đạo ý nghĩa thiết thực. Với chủ đề nhân đạo từ nhận thức tới hành động, tháng nhân đạo năm 2018 được triển khai thực hiện từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5, trong đó tập trung vào hai tuần cao điểm là từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5. Tháng nhân đạo năm nay, toàn tỉnh phấn đấu có từ 3.000 đến 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, trao 200 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo trong tỉnh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có một công trình nhân đạo, vận động 2.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận được 1.000 đơn vị máu. Chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp để tổ chức thực hiện thành công cái tháng nhân đạo này. Cái biện pháp đầu tiên á, phải nói rằng đấy là cái hoạt động của toàn xã hội, cho nên một trong những cái việc thường xuyên liên tục và rất là hiệu quả đó là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như thuyết phục vận động nhiều cái tầng lớp nhân dân cùng tham gia cái hoạt động nhân đạo này. Việc thứ hai là chúng tôi
để triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo thì phải đến với các cái địa chỉ khó khăn. Và muốn làm được cái việc đó thì chúng ta phải hỗ trợ giúp đỡ kể cả tinh thần và vật chất cho cái đối tượng đó theo cái hướng bền vững. Vậy thì muốn có được cái hoạt động nhân đạo tốt thì phải có cái nguồn lực. Cho nên cái giải pháp về vận động để xây dựng cái nguồn lực cho hội có một cái nguồn lực đủ mạnh để chúng ta có thể là triển khai tổ chức thực hiện được nhiều cái hoạt động nó có cái ý nghĩa, có cái chiều sâu và mang cái tính bền vững hơn. Đẩy mạnh hơn nữa các cái hoạt động phát hiện, nhân rộng các cái mô hình điển hình, các cái tấm gương tốt về hoạt động nhân đạo để rồi tôn vinh, khen thưởng và vấn đề quan trọng là lan tỏa cái ý thức nghĩa cử cao đẹp này cho trong cộng đồng xã hội. Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 41 cá nhân có thành tích phối hợp tham gia tốt các hoạt động nhân đạo. 4 tập thể xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng tại lễ ra quân, đã có gần 30 đơn vị tham gia ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo cấp tỉnh, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa, xây dựng nhà chữ thập đỏ, xây dựng trường học, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngay trong ngày ra quân tháng nhân đạo, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với gần 600 người tham gia đăng ký hiến máu. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 344 đơn vị máu. Cần nghiên cứu những cây trồng phù hợp để chuyển đổi trên những diện tích đất gò đồi, đồng thời quan tâm bảo đảm đầu ra cho người nông dân. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch trong sáng nay, mùng 8 tháng 5. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã đến kiểm tra tình hình sản xuất, lai tạo giống lúa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống cây trồng Phúc Lý, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình. Năm nay, trung tâm tiếp tục lai tạo nhiều giống lúa ngắn ngay như giống lúa SV88, G1X28. Đây là những giống lúa có năng suất cao, khả năng sạch sâu bệnh và phù hợp với biến đổi khí hậu. Sau quá trình trồng thử nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình sẽ nhân rộng và triển khai trồng đại trà tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng đã đến kiểm tra mô hình trồng dứa trên vùng gò đồi ở xã Hòa Trạch. Đây là mô hình đang được huyện Bố Trạch trồng thử nghiệm trên diện tích 2 hecta. Trong đó công ty 79 binh đoàn 15 hỗ trợ kỹ thuật cũng như đầu ra cho sản phẩm. Sự kiện đến hết năm nay dứa sẽ cho thu hoạch. Huyện Bố Trạch hiện có trên 10.000 hecta đất gò đồi sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là trồng cao su, hồ tiêu, ngô, sắn và dưa hấu. Toàn huyện có gần 1.300 hecta dưa hấu đang trong thời gian thu hoạch, với giá bán tại vườn từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng 1 kg. Với giá bán như thế này, bà con chỉ vừa đủ chi phí đầu tư chứ không hề có lãi. Hiện tại khó khăn nhất của người nông dân vẫn là vấn đề đầu ra sản phẩm. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục trao đổi hợp tác với các cơ sở chế biến, các doanh nghiệp trong vấn đề bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra cũng như thu nhập ổn định cho bà con, đồng thời nghiên cứu đưa những cây trồng phù hợp như cam, bơ, cây dược liệu vào sản xuất ở các vùng gò đồi, thay thế cho những diện tích cao su, cây lâm nghiệp bị gãy đổ do bão, đảm bảo tính bền vững cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu. Với giống lúa vụ đông xuân năm nay, dự báo sẽ được mua, đồng chí cũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh thu hoạch để triển khai gieo cấy vụ hè thu theo đúng tiến độ. Trong đó chủ trọng đổi mới bồi giống lúa có năng suất chất lượng cao, khả năng kháng sâu bệnh tốt. Chiều nay ngày 8 tháng 5, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình về các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Quảng Bình hiện có 110 công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó 67 công trình đã được bàn giao cho các địa phương, đơn vị quản lý sử dụng theo thông tư số 54 về quy định quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung của Bộ Tài chính. 43 công trình chưa được rà soát, bàn giao lại theo thông tư số 54. Hiện nay, toàn tỉnh có 34 trên 110 công trình hoạt động có hiệu quả, chiếm 31%, 57 công trình hoạt động kém hiệu quả và 19 công trình không hoạt động, chiếm trên 17%. Từ thực trạng đó, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đã phát biểu ý kiến, đề xuất một số phương án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, như đề xuất việc chuyển đổi đơn vị quản lý khai thác sử dụng công trình nước sạch, phương thức lựa chọn đơn vị quản lý khai thác nhằm đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý, khắc phục và tổ chức khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn không hiệu quả trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, tạo môi trường thu hút các thành phần kinh tế,
lựa chọn doanh nghiệp có năng lực tiếp nhận, đầu tư, cải tạo, xây mới, nâng cao chất lượng cấp nước sạch. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục kiểm tra, rà soát để đánh giá hiệu quả của các công trình, có phương án phân vùng quy hoạch để có sự đầu tư hợp lý. Tổ chức đánh giá tài sản của 110 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn để lựa chọn phương án quản lý chuyển đổi, tổ chức đấu thầu. Đối với những công trình hoạt động không hiệu quả, cần xây dựng lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhằm khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn một cách hiệu quả nhất. Liên đoàn lao động huyện Bố Trạch vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và vệ sinh an toàn lao động năm 2018. Mục đích của tháng công nhân và vệ sinh an toàn lao động năm 2018 nhằm hướng về cơ sở, người lao động, lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động. Tại lễ phát động, Liên đoàn lao động huyện Bố Trạch đã hỗ trợ cho vay 15 suất quà giải quyết việc làm, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, hỗ trợ 30 triệu đồng cho cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc trường mầm non Sơn Lộc, trao 12 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Ba Đồn cũng vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm để ngăn ngừa, hạn chế, phòng tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã. Với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 tập trung tuyên truyền, cung cấp các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2018. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh đã phối hợp với huyện đoàn tổ chức liên hoan tiếng hát nhân đạo năm 2018. Tham gia liên hoan có 20 tiết mục văn nghệ do hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện biểu diễn. Với chủ đề chung tay vì cuộc sống cộng đồng, chương trình liên hoan đã kêu gọi vận động và quyên góp được 176 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân hảo tâm. Tại đêm liên hoan, các tổ chức từ thiện đã trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho bếp ăn tình thương bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam huyện, tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và hỗ trợ 16 triệu đồng cho ông Hồ Thất là hộ gia đình khó khăn ở xã Trường Sơn để làm nhà ở. Ngoài ra, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người thân tàn tật, đau ốm nặng, bệnh hiểm nghèo cũng được chương trình hỗ trợ. Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Công đoàn cả cấp. Với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và cả giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 18 Công đoàn Quảng Bình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình với 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 6 vạn đoàn viên người lao động trong tỉnh về dự đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên, người lao động và cả cấp Công đoàn Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tăng cường phòng chống sâu bệnh và chuột phá hại lúa. Điện lực Quảng Bình nỗ lực cung cấp điện trong mùa nắng nóng. Những ngày này, bà con ngư dân huyện Bố Trạch đang tập trung ghe thuyền và ngư cụ bước vào mùa khai thác mực. Mùa mực thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch.
ở Bố Trạch ngư dân thường khai thác mực theo phương thức câu truyền thống. Toàn huyện Bố Trạch đang có trên 200 ghe thuyền với hơn 400 lao động làm nghề câu mực. Hiện nay mỗi ngày, một thuyền có thể câu được từ 10 đến 15 kg mực với mức giá hiện nay dao động từ 200 đến 300 nghìn đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động có thể kiếm được 1 đến 2 triệu đồng mỗi ngày từ nghề câu mực. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo việc làm cho nhiều hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã xây dựng thành công mô hình tổ hợp tác đan và lưới đem lại hiệu quả cao. Hiện nay mô hình này đang được phát triển và mở rộng quy mô để tiến tới thành lập hợp tác xã đan và lưới. Năm 2017, tổ hợp tác đan và lưới thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới được thành lập, thu hút hơn 20 thành viên tham gia. Sau một năm đi vào hoạt động, tổ hợp tác đan và lưới thôn Trung Bình đã phát huy được hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập từ 4 đến 4,5 triệu đồng một tháng cho các thành viên. Từ khi thành lập tổ đan và lưới thì đến giờ là gia đình chị cũng có những thay đổi, là anh cũng có phần thu nhập thêm, là phụ thêm gia đình, con cái thì anh cũng đỡ, nhưng mà là làm là với mà năng suất là một ngày cũng được 150.000 đó, thành ra là một tháng cũng được 4,5 triệu. Nhưng cũng có người họ tay nghề họ lớn hơn thì họ cũng được 5-6 triệu một tháng ấy, thế đó. Còn thì đời sống cũng có lấy nhiều. Khi mới bắt đầu triển khai mô hình tổ hợp tác đan và lưới thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và hội phụ nữ xã, các thành viên đã vượt khó hăng say sản xuất. Trung bình một tháng, tổ hợp tác đan và lưới thôn Trung Bình bán ra trên thị trường hơn 40 tay lưới các loại. Được sự hỗ trợ của hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho chị em học nghề. Thứ hai là ở địa phương có nhiều tàu đánh bắt xa bờ nên tạo điều kiện cho tổ đan và lưới của chị em là được nhiều thuận lợi. Về cái khó khăn đó, là khi thành lập thì nguồn vốn hỗ trợ còn hạn hẹp, mà nhu cầu còn khó khăn trong việc mua nguyên liệu sản xuất. Hiện nay trên địa bàn xã Bảo Ninh có 5 tổ hợp tác đan và lưới. Nhờ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đan và lưới mà các thành viên đã thành thạo trong kỹ thuật đan và lưới. Mô hình xây dựng tổ hợp tác đan và lưới của xã Bảo Ninh đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Từ hiệu quả của mô hình đan và lưới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh đang đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô để tiến tới thành lập hợp tác xã đan và lưới. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái công tác tuyên truyền về cái vai trò và nâng cao nhận thức cho chị em, đối với những cái chị em chưa có việc làm, để chị em tham gia vào các tổ hợp tác và tiếp tục phối hợp với các ban ngành đơn vị như là Trung tâm dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tiếp tục dạy nghề cho những chị em chưa biết về nghề đan và lưới. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ xây dựng, duy trì và phát triển cái từ mô hình 5 tổ hợp tác sẽ xây dựng thành cái mô hình hợp tác xã. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái đề xuất tham mưu với chính quyền địa phương, với các cái ban ngành có liên quan để hỗ trợ cho chị em để tiếp tục là xây dựng cái hợp tác xã vững mạnh. Thời gian tới, tổ hợp tác đan và lưới xã Bảo Ninh sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nghề, mở các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng đan và lưới cho các thành viên để duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình đan và lưới cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 30.000 ha lúa, đạt 101,5% so với cùng kỳ. Đến nay, lúa đông xuân trà đầu, trà chỉnh vụ đang giai đoạn trổ, chín rữa, là thời điểm rất dễ phát sinh sâu bệnh và chuột hại lúa. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh đã có trên 6.500 ha lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại. Trong số 6.500 ha lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại, có trên 800 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, trên 500 ha bị rầy nâu, trên 700 ha bị bệnh khô vằn, 130 ha bị bệnh đốm sọc và bệnh bạc lá do vi khuẩn. Đặc biệt, toàn tỉnh có 3.870 ha lúa bị bệnh vàng lá sinh lý, tập trung ở huyện Bố Trạch, Quảng Trạch. Ngoài ra, diện tích lúa bị chuột phá hoại gần 480 ha diễn ra ở hầu hết các huyện, thành phố. Hiện tại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn cách phòng trừ các loài sâu hại lúa, nhất là bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu, đồng thời tích cực chỉ đạo công tác diệt chuột đồng loạt để bảo vệ lúa đông xuân đang giai đoạn chỉnh sữa. Bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình,
trong tháng 4 năm 2018, các lực lượng chức năng Quảng Bình đã kiểm tra và xử lý 150 vụ vi phạm. Tổng số tiền phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu ước tính hơn 11 tỷ đồng. Trong đó số tiền phạt xử vi phạm hành chính là 280 triệu đồng, tiền truy thu thuế, tiền phạt bổ sung là 433 triệu đồng, tiền bán thanh lý hàng tịch thu hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác, chủ trọng các lĩnh vực xăng dầu, ga, phân bón và vật tư nông nghiệp, mặt hàng bia rượu, thuốc lá điếu nhập lậu, an toàn thực phẩm, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quý 2 hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện. Do vậy, Công ty Điện lực Quảng Bình đã và đang nỗ lực bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho người dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh và phục vụ cả hoạt động chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu mùa khô, Công ty Điện lực Quảng Bình đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các điện lực trực thuộc lập kế hoạch chi tiết trong công tác kiểm tra hệ thống đo điểm trên toàn tỉnh, góp phần giảm tổn thất điện năng và hạn chế được các hành vi vi phạm sử dụng điện của khách hàng. Quảng Bình là địa phương ven biển có số lượng lớn hồ nuôi trồng thủy sản, nên ngoài việc ưu tiên cấp điện liên tục cho các công trình trọng điểm, nhà máy doanh nghiệp, phục vụ bơm tưới sản xuất nông nghiệp, Điện lực Quảng Bình còn đặc biệt chú trọng phục vụ điện cho hoạt động nuôi trồng thủy sản mặn lợ. Vai trò của ngành điện lực là rất quan trọng trong ngành sản xuất nuôi tôm. Vì điện là chạy 24/24 giờ cả. Thậm ra nếu như mất điện mà để mà chạy cái dầu á thì kinh tế thiệt hại rất nhiều. Nhất là cái mùa về bão cũng hay bị sự cố về điện á. Thì trong những cái lúc thứ điện về điện á thì anh em điện lực của Bộ Tài chính cũng nhiệt tình cũng để mà phục vụ khắc phục sửa chữa kịp thời cho bà con. Một số cái trạm biến áp có cái nguy cơ quá tải thì điện lực cũng đã bố trí anh em công nhân vận hành là cân pha san tải cũng như là hoàn chuyển các cái máy biến áp mà có nguy cơ quá tải để đảm bảo cung cấp điện trong cái mùa khô. Và trong cái kế hoạch sắp tới thì Công ty Điện lực Quảng Bình cũng đầu tư thêm nhiều cái tuyến mạch vòng để liên kết các cái tuyến điện để đảm bảo cái độ tin cậy cung cấp điện sắp tới. Để đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng, thời gian qua Điện lực Quảng Bình tiếp tục đầu tư hoàn thiện lưới điện, nâng cao năng lực cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng công suất của phụ tải. Đến cuối năm 2017, với nguồn vốn đầu tư gần 130 tỷ đồng, công ty đã xây dựng mới và cải tạo trên 27 km đường dây trung áp và gần 142 km đường dây hạ áp, xây dựng mới và nâng dung lượng 151 trạm biến áp phân phối 22/0.4 kV với tổng dung lượng 25.660 kV/A. Trong quý 1 năm 2018, công ty đã hoàn thành 3 công trình và đang thi công 18 công trình khác nhằm tăng cường khả năng cấp điện khi phụ tải tăng cao. Trong quý 2 là tròn gói của mùa khô năm 2018, chúng tôi sẽ không bố trí cắt điện bảo dưỡng, làm các công tác ở trên lưới điện nếu như không phải là do sự cố gây ra, và chúng tôi tập trung làm và xử lý bằng các biện pháp công nghệ mới, đó là xử lý bằng công nghệ hotline, rửa sứ, rồi vệ sinh đường dây. Đồng thời chúng tôi cũng có những cái chương trình trong năm qua và năm nay sẽ tiếp tục, tức là thay dần những cái đường dây mà đi qua các khu vực có nhiều cây cối ở ngoài hành lang có khả năng gây sự cố cho đường dây, chúng tôi xây bằng dây bọc thì để đảm bảo an toàn hành lang tốt hơn. Và lực lượng vận hành của chúng tôi trong cái mùa khô cũng là được tăng cường vào cả ngày lẫn ban đêm để chúng tôi đảm bảo cấp điện tốt cho khách hàng và giải quyết sự cố. Hiện nay Công ty Điện lực Quảng Bình đã và đang tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, cơ quan đơn vị, trường học. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và bố trí cán bộ trực vận hành 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố. Việc đưa vào sử dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline trong thời gian qua cũng đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian mất điện đối với khách hàng. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa,
người dân đột vang mã cùng bãi thì phải canh giữ đến khi nào sập hệ tam than mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân, đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 45 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 52 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 93%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 9, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2018, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối ngày mùng 10 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25